Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với vườn rau. Bây giờ từ sáng giờ mình đang trồng rau được từng này rồi các bạn. Kia là ao. Ao mình đang đào. Ở đây mình sẽ lên kế hoạch trồng ở đây một gốc cam, hai gốc hồng xiêm, một gốc bưởi bổ sung. Mít sau mình cũng bổ sung tự nhà, vì mít là giống của nhà. Ao mình đang đào. Đào đất sét này đào rất vất vả các bạn. Đó là thử thách làm nông của mình thực hiện trong 4 ngày qua. Cỏ khô mình cũng chuẩn bị đốt, phơi khô và đốt. Hôm nay cây ổi chưa có quả nào để ăn. Đó. Rất đẹp. Bên này là một vườn rau toàn rau hữu cơ thôi các bạn nhé. Rau hữu cơ chị Dung bên hàng xóm vừa trồng và nên bán. Chúng ta xem vườn nhà chị. Đấy. Cây ổi. Rất nhiều quả này. Ui. Một quả ổi thật to. Hơi cứng. Chưa ăn được. Đây. Mình sang cây khế. Đây. Nào, ăn thử quả khế chống khát nước nè. Rất ngon. Bưởi. Ngay cách đây 200 mét, một con đường nhựa vừa mở qua làng. Hôm qua mình sang xã để xin chuyển đổi 500 mét vuông đất nông nghiệp sang trồng cây hoa cảo ăn quả, nhưng bên xã chưa có chủ trương và không đồng ý. Thôi mình tạm vườn, về nhà làm cũng vườn mới có. Đây, thực sự mỗi lần ra vườn một cái cảm giác rất là vui các bạn, vui lắm ấy. Sau 4 tháng ngồi cách ly trong Phú Quốc như bị cùng dân, giờ mình về nhà và chạy năng sang bên ruộng vườn. Chỉ trong 1 tháng thôi, giờ đến Tết khu vườn này sẽ là một khu vườn tuyệt đẹp. Các bạn sẽ có thể thưởng thức rau tự trồng, bưởi, mít. Bây giờ cũng đã là 10 giờ rồi. Mình bắt đầu làm từ lúc 7 giờ. Tiếp tục, và bây giờ lại tiếp tục trồng các bạn nhé. Đó. Đây, bạn sẽ xem mình trồng như thế nào. Mình để điện thoại đây các bạn nhé.
Rồi. Xin chào các bạn nhé. Giờ đến đây mình tạm dừng camera. Cảm ơn các bạn.